À, các bạn ơi, các bạn có biết đây là củ gì không ạ? Mình xin giới thiệu nhé, đây là củ thủy tiên ạ. Khi mua về đấy thì mình sẽ bóc hết các cái vỏ ở ngoài ra và tách ra thành từng nhánh. Mình ngâm trong 48 giờ đồng hồ và thay nước hàng ngày. Sau đó là mình sẽ cho vào các bình thủy tinh. Thì sau 25 ngày, những các bông hoa thủy tiên sẽ trổ hoa và lá của nó lên rất là xanh và hoa thủy tiên thì rất là thơm. Những cái bộ rễ của nó ra trắng muốt cho nên là mình phải ngâm vào các cái bình thủy tinh thì như thế này thì nó mới đẹp. Khi nào mà nó sẽ ra nhiều hoa và nở bông đẹp, mình sẽ lại quay video để giới thiệu đến với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.